Hai ô tô dính vào nhau khiến đoạn đường ở Hà Nội tắc dài. Ai cũng thắc mắc nguyên nhân, hai chiếc ô tô chắn hết phần đường khiến nhiều phương tiện khác không thể lưu thông. Sự việc vừa xảy ra cách đây ít phút tại tuyến đường Âu Cơ, quận Tây Hồ, Hà Nội. Theo hình ảnh từ camera ghi lại, vị trí của hai ô tô gần như chắn toàn bộ chiều ngang của con đường, chỉ một chiếc xe máy khéo léo mới có thể đi qua. Không rõ các chủ xe chưa tìm được tiếng nói chung hay do nguyên nhân nào khác mà hai phương tiện này đã dừng lại khá lâu, không chịu di chuyển dẫn đến đoạn đường bị ách tắc một đoạn dài. Dưới đoạn video, người đăng tải để lại lời nhắn, các bác nào đi Âu Cơ, Tây Hồ thì chuyển hướng nhé. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi video clip. Nếu hay, quý vị hãy chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ kênh càng ngày càng phát triển. Xin trân trọng cảm ơn quý vị rất nhiều.